chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin làm đẹp tới cho các bạn Và chủ đề trong video ngày hôm nay của chúng ta đó chính là sữa rửa mặt sâm My Gold đến từ Hàn Quốc à, Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu một chút qua khái niệm rửa mặt nhé Thì à, như Kiều Anh có chia sẻ ở các video trước thì rửa mặt là một trong những cái bước không thể thiếu trong quy trình chăm sóc da hàng ngày của chúng ta À, ví dụ sau một ngày dài chúng ta làm việc mệt mỏi hay là chúng ta phải trang điểm trên gương mặt thì à, sau khi tẩy trang thì rửa mặt là một bước không thể thiếu được bởi vì nếu như chỉ chúng ta chỉ có tẩy trang và rửa lại với nước không thôi thì nó sẽ không lấy đi được những bụi bẩn sâu bên trong lỗ chân lông của chúng ta cũng như là không làm sạch được da và từ đó thì gây ra nhiều nguy cơ tiềm ẩn cho da chẳng hạn như là mụn bọc mụn đầu đen rồi là mụn cám vân vân và vân vân thế nên là sữa rửa mặt là một trong những cái bước mà không thể thiếu được tuy nhiên thì theo anh thấy ấy cũng như là anh đã từng chia sẻ rất là nhiều hiện nay trên thị trường thì có khá là nhiều loại sữa rửa mặt như là xà phòng rửa mặt gel rửa mặt bọt rửa mặt rồi là sữa rửa mặt Tuy nhiên thì đa phần các loại sữa rửa mặt hiện nay nó sẽ lấy đi độ pH trên da của chúng ta khá là nhiều. Nghĩa là sau khi chúng ta rửa mặt xong sẽ cảm thấy là căng rít khó chịu. Và cái độ pH lý tưởng trên da của chúng ta sẽ là từ 4.5 cho đến là 5.5. Và nếu như chúng ta sử dụng nhiều loại sữa rửa mặt tẩy rửa quá nhiều trong một thời gian dài thì da của chúng ta sẽ bị nhạy cảm, kích ứng rồi mẩn đỏ và xảy ra rất là nhiều vấn đề thế nên là khi mà chọn sữa rửa mặt chúng ta nên cân nhắc loại sữa rửa mặt có độ tẩy rửa nhẹ nhàng đồng thời với việc là nó còn chăm sóc cho da của chúng ta nữa và sau một thời gian khá là dài khảo sát về những cái cách dùng cũng như là khảo sát bí quyết chăm sóc da của con gái Hàn Quốc thì Oanh đã rút ra được một điều rằng ở tại đất nước này, xứ sở kim chi này thì người ta chọn một trong những loại sản phẩm sữa rửa mặt mà vô cùng được nhiều người ưa chuộng đó chính là sản phẩm sữa rửa mặt sâm vàng My Gold đến từ Hàn Quốc như thế này thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng nói qua một chút về cái sản phẩm sâm là một trong những cái loại dược liệu mà biểu tượng đặc trưng của đất nước Hàn Quốc ờ, có rất nhiều loại sâm khi nhắc đến đó chính là chẳng hạn như là sâm tẩm mật ong này rồi là sâm củ này rồi cao hồng sâm này rất là nhiều đúng không bởi vì trong nhân sâm hồng sâm của Hàn Quốc thì đã được chứng minh là có nhiều công dụng đối với việc làm đẹp của chị em phụ nữ nó không chỉ giúp cho da của chúng ta được căng bóng hơn hồng hào hơn mịn màng hơn cũng như là loại bỏ các vấn đề về da như mụn nám hay tàn nhang bởi vì ở trong hồng sâm thì có chứa rất nhiều saponin một trong những loại chất mà có công dụng tuyệt vời trong việc bồi bổ bố sức khỏe cũng như là làm đẹp và hiểu được điều này thì các nhà sản xuất tại hàn quốc thì đã cho ra đời sản phẩm sữa rửa mặt sâm vàng vậy thì ưu điểm của sản phẩm này là gì cũng như những công dụng tuyệt vời mà nó mang lại cho người sử dụng là gì thì chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu nhé sản phẩm sữa rửa mặt xâm vàng Maygold đến từ Hàn Quốc này là một trong những sản phẩm mà bản thân anh cũng đang sử dụng à, bởi vì là theo như anh trải nghiệm thì thấy sản phẩm này vô cùng tuyệt vời công dụng đầu tiên khi chúng ta nhắc đến sản phẩm này đó chính là khả năng làm sạch sâu sau khi tẩy trang thì bước tiếp theo của chúng ta đó chính là rửa mặt và khi chúng ta sử dụng sản phẩm sữa rửa mặt xâm vàng Maygold đến từ Hàn Quốc này thì nó sẽ giúp làm sạch sâu các tế bào bên trong da mặt của chúng ta cũng như là lấy đi những cặn bã uh, cũng như là những cái bụi bẩn cặn make up rồi là các lớp make up trang điểm sau một ngày dài của chúng ta và mặc dù là giúp tẩy rửa sạch nhưng sản phẩm này nó lại không làm tăng tính kiềm cũng như là không làm mất đi độ pH trên da của chúng ta. Thứ hai đó chính là khả năng cung cấp ẩm cũng như là làm sáng da. Khi chúng ta sử dụng bất cứ một loại sữa rửa mặt nào điều đầu tiên chúng ta quan tâm đó chính là khả năng cung cấp ẩm cũng như là khả năng làm sáng da của nó đúng không? Và với cái sản phẩm sữa rửa mặt xâm vàng đến từ Hàn Quốc này thì các bạn có thể là hoàn toàn yên tâm về điều này. Bởi vì khi chúng ta sử dụng các thành phần vốn có như là saponin hay là một số hợp chất khác có trong cái sản phẩm sữa rửa mặt này, nó sẽ giúp cho da của chúng ta sáng bóng hơn, loại bỏ các vết nám tàn nhang, đồng thời là khiến cho da của chúng ta sáng hơn, ngăn chặn tình trạng bị sạm

cũng như là việc là nhất là vào cái mùa đông khi mà cái thời tiết khô và khó chịu như thế này thì da của chúng ta rất dễ bị khô cũng như là bị nứt nẻ đúng không và cái này thì nó gây ảnh hưởng rất nhiều đến cái thẩm mỹ của chúng ta và khi chúng ta sử dụng sản phẩm sữa rửa mặt xâm vàng đến từ Hàn Quốc này nó sẽ cung cấp ẩm một cách nhất định cho da của chúng ta khiến cho da của chúng ta được mỏng mướt hơn cũng như là ngăn chặn tình trạng mất nước vào trong mùa đông công dụng thứ ba của sản phẩm sữa rửa mặt xâm vàng đến từ Hàn Quốc này đó chính là khả năng là điều trị các vấn đề về da. À, ví dụ như là khi da của bạn bị ma, à, bị mụn, nám hay là tàn nhang thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến việc là sử dụng các liệu pháp điều trị. Tuy nhiên bên cạnh đó thì sử dụng sữa rửa mặt cũng là một trong những cái phương thức mà chúng ta cần phải áp dụng một loại sữa rửa mặt tốt và hiệu quả đó chính là loại sữa rửa mặt giúp bạn điều trị và ngăn chặn được các vấn đề về da. khi sử dụng cái sản phẩm sữa rửa mặt xâm vàng my Gold đến từ hàn quốc này thì các bạn có thể là hoàn toàn yên tâm về những vấn đề đấy. bởi vì uh, với cái thành phần saponin như anh vừa kể trên thì nó sẽ giúp cho của chúng da của chúng ta được sáng hơn, đồng thời là ngăn chặn các vấn đề về mụn xuất hiện trên da. và đối với những bạn mà da của chúng ta đang bị mụn thì khi sử dụng sản phẩm sữa rửa mặt uh, xâm vàng vàng này thì nó sẽ giúp loại bỏ tình trạng mụn trên da khiến da của chúng ta được mịn màng hơn. Công dụng thứ tư của sản phẩm sữa rửa mặt này đó chính là khả năng tăng độ đàn hồi cho da cũng như là cung cấp collagen. Ờ, hồng sâm thì vốn đã biết như là một cái loại thần dược để giúp cho chị em phụ nữ được trẻ lâu hơn, cũng như là giữ gìn nhan sắc theo thời gian rồi. Và với cái sản phẩm sữa rửa mặt sâm như thế này, nó công dụng của nó còn tuyệt vời hơn nữa. Bởi vì khi chúng ta sử dụng nó sẽ cung cấp một lượng collagen nhất định cho da mặt của chúng ta, khiến cho cái lớp skin barrier hay còn gọi là lớp bảo vệ trên cùng của làn da của chúng ta được mạnh khỏe hơn và đồng thời là nó kích thích sản xuất collagen, khiến cho da của chúng ta được căng mọng hơn và tăng độ đàn hồi trên da của chúng ta. À, điều dễ nhận thấy nhất sau khi chúng ta sử dụng sản phẩm sữa rửa mặt này đó chính là khi sờ lên da thì chúng ta sẽ thấy da của mình căng mịn và nó bóng mướt hơn, thậm chí là độ đàn hồi của nó thì vô cùng tốt chứ không như những loại sản phẩm khác trên thị trường hiện nay. Và công dụng cuối cùng khi chúng ta nhắc đến sản phẩm này đó chính là khả năng khóa ẩm một cách tự nhiên nhất cũng như là tạo ra lớp màng bảo vệ trên da của chúng ta và khi vào mùa đông này thì chúng ta rất phải thường lo lắng về cái tình trạng mà mất nước trên da của chị em đúng không mặc dù là chúng ta đã sử dụng rất nhiều loại kem dưỡng ẩm rồi hay là uống nước đầy đủ nhưng cái tình trạng mất nước và da khô thì vẫn diễn ra thường xuyên Uh, tuy nhiên thì khi sử dụng cái sản phẩm uh, sữa rửa mặt xâm vàng đến từ Hàn Quốc này thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm bởi nó giúp khóa ẩm một cách tự nhiên nhất, nghĩa là uh, cái dưỡng chất khi chúng ta sử dụng lên da sẽ được cái sản phẩm sữa rửa mặt này giữ lại và nó cấp ẩm một cách tự nhiên cũng như là hoàn hảo nhất cho da của chúng ta. Đồng thời nó sẽ tạo ra một cái lớp bảo vệ mà như oanh hay gọi đó chính là skin barrier. Nó ngăn chặn tình trạng là mất nước trên da của chúng ta cũng như việc là từ đó khiến cho da của chúng ta được uh, giữ độ ẩm một cách tự nhiên nhất. Vâng, với những công dụng tuyệt vời như vậy thì oanh tin chắc rằng hẳn là chúng ta đều muốn sử dụng thôi đúng không? À, tuy nhiên thì oanh cũng phải có một vài lưu ý và hướng dẫn lại cho chúng ta những cách sử dụng sản phẩm này. Thì để mà chúng ta tận dụng được tốt nhất thì có hai cách sử dụng sữa rửa mặt thông thường. Đầu tiên là cách sử dụng sữa rửa mặt truyền thống. Đó chính là chúng ta cho sữa rửa mặt lên tay, xoa đều tạo bọt và xoa lên mặt, rồi sau đó rửa sạch lại với nước cách thứ hai đó chính là chúng ta có thể là sử dụng những sản phẩm máy rửa mặt được bày bán trên thị trường hiện nay để hỗ trợ là làm sạch da tốt hơn cũng như là thẩm thấu được các dưỡng chất trong sản phẩm này vào da được tốt hơn Vậy những lưu ý khi sử dụng sản phẩm sữa rửa mặt này đó là gì? Thì Kiều Anh sẽ nói qua Đầu tiên là bất cứ đối với một sản phẩm sữa rửa mặt nào Cái thời gian nhất định để nó lưu lại ở trên da của chúng ta Đó chính là 30 giây cho đến là 1 phút Và sau đó chúng ta cần phải rửa sạch lại với nước Bởi vì nếu như để quá thời gian này Thì nó sẽ gây ra một vài tác dụng không đáng có Thứ hai, đó chính là chúng ta áp dụng rửa mặt theo công thức đó là nóng trước và lạnh sau. Uh, nhất là vào cái mùa đông khô giáo như thế này thì các bạn không nên rửa mặt bằng nước nóng Nó sẽ gây ra tình trạng là da khô cũng như là bong chóc cho chúng ta Thế nên là cái nhiệt độ lúc đầu để làm ướt mặt và tốt nhất cho chúng ta Đó chính là nước ấm từ 3 cho đến là 40 độ C Sau khi chúng ta sử dụng sữa rửa mặt xong rồi thì chúng ta nên rửa lại với nước lạnh Bởi vì như thế này nó sẽ giúp cho lỗ chân lông của chúng ta được xe khít hơn Cũng như là lấy đi được các bụi bẩn trong da thứ ba đó chính là tối đa số lần tối đa chúng ta được sử dụng sữa rửa mặt đó là hai lần trong một ngày đó là sáng và tối chúng ta không nên sử dụng quá số lần này bởi vì sử dụng quá nhiều sữa rửa mặt thì nó cũng sẽ không tốt cho da của mình và cuối cùng, đó chính là dù bạn sử dụng bất cứ một loại sữa rửa mặt nào thì sau khi chúng ta rửa mặt xong thì cũng nên đắp mặt nạ dưỡng ẩm và sử dụng toner để đảm bảo cho da của chúng ta được giữ lại độ ẩm một cách tốt nhất cũng như là chăm sóc cho da của chúng ta tránh khỏi tình trạng là lão hóa sớm trước tuổi 25. À, chỉ với một vài lưu ý như vậy thôi chúng ta đã có thể là tận dụng được hết những cái công dụng mà sản phẩm sữa rửa mặt này mang lại rồi và hãy sử dụng sản phẩm sữa rửa mặt đều đặn mỗi ngày để giúp cho những cái bước dưỡng sau của bạn nó được uh, cung cấp dưỡng chất tốt hơn cũng như là hấp thu các dưỡng chất tốt hơn để đảm bảo cho da của chúng ta luôn được sáng mịn các bạn nhé vậy thì mua sản phẩm này ở đâu để có thể là mua được hàng chính hãng cũng như là được bảo hành rồi là được hỗ trợ trong quá trình dùng thì anh sẽ gợi ý một trong những địa điểm tuyệt vời đó chính là siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Bởi siêu thị Hàn Quốc thì luôn phân phối những sản phẩm chính hãng đến từ Hàn Quốc cũng như là với tiêu chí chất lượng là uy tín, cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng đến từ Hàn Quốc này. Đặc biệt là khi nhận sản phẩm bạn được phép kiểm tra hàng rồi sau đó là mới thanh toán. Quan trọng là siêu thị Hàn Quốc được cam kết đổi trả sản phẩm trong vòng 7 ngày nếu như khi nhận hàng bạn thấy rằng sản phẩm không đúng với những gì mà video đã mô tả. Và cuối cùng đó chính là siêu thị Hàn Quốc thì có địa chỉ uy tín rõ ràng, các bạn có thể hoàn toàn yên tâm. Và Oanh cũng xin được gợi ý một trong ba phương thức để chúng ta có thể mua hàng tại đây. Đầu tiên, đó là các bạn có thể gọi điện tới hotline của Korea Shop 24 h là 0904 363 985 để được tư vấn mua hàng. Phương thức thứ hai đó là các bạn hãy nhấn vào đường link mô tả ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com để đặt hàng sản phẩm và cuối cùng các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại hà nội để nhận được nhiều tư vấn hơn từ các chuyên viên cũng như là nhận được những ưu đãi dành riêng cho sản phẩm sữa rửa mặt xâm vàng đến từ hàn quốc này à, vậy thì còn chờ gì nữa mà không nhanh tay đặt hàng sản phẩm để có được làn da tốt nhất cũng như là dưỡng ẩm cho làn da của bạn trong mùa đông khô giáo nứt nẻ như thế này Hy vọng với những thông tin mà oanh chia sẻ tới cho các bạn trong ngày hôm nay thì chúng ta đã biết được những công dụng tuyệt vời mà sản phẩm xâm vàng mang lại này rồi đúng không ạ? Và nếu như bạn đang cố gắng tìm kiếm một sản phẩm nào đó tốt cũng như là an toàn cho da thì oanh khuyên rằng chúng ta nên sử dụng sản phẩm sữa rửa mặt xâm vàng Mygol đến từ Hàn Quốc này và với những thông tin như vậy thì hẳn rằng các bạn cũng đã biết cách chăm sóc da của mình rồi đúng không ạ và kiều anh chúc rằng các bạn luôn có một làn da khỏe mạnh cũng như là tự tin hàng ngày để giúp cho chúng ta luôn giữ được nụ cười trên môi kiều anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau các bạn còn thắc mắc về sản phẩm sữa rửa mặt xâm vàng my gold đến từ hàn quốc thì hãy truy cập vào các video phía bên tay phải của kiều anh để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ dưới đây để nhận được các thông báo mới nhất về các sản phẩm mới nhất đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ.